Chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình của Samsung Galaxy M62 tách rời ra khỏi máy đang chờ thay mới cho khách hàng từ di động cao cấp.vn. Màn hình của Samsung Galaxy M62 có tên mã là SMM515F. Với phôi chung với Samsung Galaxy M51 nhưng cái phần cảm biến nó khác nhau. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy M62, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các link phụ kiện liên quan đến phần cứng phụ quá trình sửa chữa Samsung Galaxy M62 như màn hình, loa, mic, rung, chuông, chân sạc, pin, main, cảm biến vân tay, tất cả đều có sẵn tại di động cao cấp.vn phụ quá trình thay thế sửa chữa vì các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship các linh kiện quá trình sửa Samsung Galaxy M62 đến tận địa chỉ vì các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới về thanh toán tiền thì bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa cần mua các linh kiện phụ quá trình sửa Samsung Galaxy M62, quý vị các bạn liên hệ kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết, chúng tôi ship đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện sửa chữa Samsung Galaxy M62 full các mã.